kính chào quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thân mến. Trong buổi sinh hoạt giữa giờ hôm nay, xin mời quý thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh thưởng thức màn đồng diễn bài thể dục buổi sáng Vươn cao phù đồng trên nền nhạc bài hát Vươn vai phù đồng của tác giả Ngọc Thiên Hoa với sự tham gia biểu diễn của 269 em học sinh trường tiểu học Linh Thông. Yeah.